Ronaldo chết chìm vì nỗi ám ảnh Lionel Messi. Ronaldo lại đứng trước nguy cơ trắng tay thêm một mùa giải nữa cùng Anas. Dù không còn song hành với Messi nhưng CR7 vẫn bị ám ảnh nhất định về đối thủ. Điểm yếu của kẻ kiêu hãnh chính là lòng kiêu hãnh. Trong cả sự nghiệp, Ronaldo giống như con tàu siêu tốc, san phẳng mọi đối thủ, chỉ trừ Messi. Siêu sao người Argentina vừa là động lực vừa mang tới áp lực với CR7. Có lẽ, người duy nhất chạm tới lòng kiêu hãnh của C. Ronaldo chính là Messi. Trong những năm qua, siêu sao số 7 đã chọn ở ẩn tại Ả Rập Xê Út và không song hành đỉnh cao cùng với Messi. Nhưng nói rằng CR7 không còn bận tâm tới thành công của Messi như vô địch World Cup, liên tiếp giành quả bóng vàng thì chỉ là dối lòng. Không phải ngẫu nhiên, trong thời gian qua, những cổ động viên đối thủ liên tiếp sử dụng Messi như thần chú phong ấn C. Ronaldo. Họ liên tục hô vang tên của El Pulga để khiến cho CR7 phân tâm. Ronaldo đã phản ứng bằng hành động tục tĩu trong trận đấu với Al Sabat và cuối cùng phải nhận án treo giò một trận. Trong ngày siêu sao người Bồ Đào Nha vắng mặt vì án treo giò, Al Nassr đã trải qua trận hòa 4-4 trước Al Ham, mở ra bước ngoặt trong cuộc đua vô địch khi bị Al Hilal bỏ xa. Trận hòa ấy đã khiến cho Al Nassr mất hẳn tinh thần. Họ đã thua hai trận đấu liên tiếp gần đây gặp Al Ain, AFC Champions League và Al Raed, vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Hai thất bại này khiến cho Al Nassr đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải này. Không ngạc nhiên, trong cả hai trận đấu đó, cổ động viên đối thủ đều sử dụng thần chú Messi để ám Ronaldo. Tiền đạo 39 tuổi đều để lại nỗi thất vọng rất lớn và không thể cứu vãn con tàu Al Nassr đang dần chìm. Trong trận đấu với Al Raed, Ronaldo không còn phản ứng như trước khi nghe tên Messi. Cầu thủ này chỉ lầm lũi bước vào đường hầm với sự thất vọng lên tới đỉnh điểm. Đó là động thái cho thấy CR7 đã thực sự bất lực. Trong bối cảnh Al Nassr ngày càng phụ thuộc vào hơi thở của ông lão bước sang tuổi 39, họ trở nên vô hồn trong ngày Ronaldo không còn là chính mình. Đừng ngạc nhiên nếu như trong những trận đấu tiếp theo, cổ động viên đối thủ không dùng tên Messi để gợi lại nỗi ám ảnh của Ronaldo. Bi kịch của kẻ kiêu hãnh, đó là khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Không ai biết CR7 sẽ tận hiến cho thế giới bóng đá tới bao giờ nhưng có lẽ, từ nay tới cuối sự nghiệp, anh khó lòng thoát khỏi nỗi ám ảnh của Messi. Không chỉ Al Nassr, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng có chung nỗi lo lắng ở thời điểm này. Vào mùa hè 2024, Ronaldo sẽ dẫn đầu đội bóng đảo Iberia chinh chiến ở Euro 2024, giải đấu có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ này. Huấn luyện viên Roberto Martinez không thể dũng cảm như người tiền nhiệm Fernando Santos khi đầy ải Ronaldo trên băng ghế dự bị ở World Cup 2022. Bởi lẽ sau đó, huấn luyện viên Santos đã bị mất việc sau giải đấu. Hay nói cách khác, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn phải sống chung với niềm kiêu hãnh, có thể bị tổn thương bất kỳ lúc nào, của C. Ronaldo. Đó sẽ là con dao hai lưỡi với mọi đội bóng sở hữu Ronaldo thời điểm này. Gần đây, huấn luyện viên Solskjaer từng chia sẻ thật lòng, đó là thương vụ không thành công với tôi và Ronaldo nhưng ở thời điểm đó, quyết định chiêu mộ CR7 hoàn toàn đúng đắn. Khi có bóng, chúng tôi không gặp vấn đề gì với Ronaldo. Tuy nhiên, trong thế trận không bóng, tôi buộc phải thay đổi vai trò của nhiều cầu thủ khi CR7 không chịu gây sức ép. Chúng tôi là tập thể pressing cao nhất trước khi C. Ronaldo chuyển tới đội bóng. Chúng tôi cảm nhận được niềm đam mê từ Ronaldo nhưng cũng chịu không ít rắc rối. Man United có nhiều cầu thủ trẻ như Mason Greenwood, Marcus Rashford và Anthony Martial nên có thể học hỏi nhiều điều từ Ronaldo. Khi mới tới Man United, Ronaldo bảo tôi cho đá chính 3 trận liên tiếp và nghỉ trận thứ 4. Tuy nhiên, CR7 lại quá đam mê nên khi tôi để cầu thủ này nghỉ ngơi, anh ấy lại không thích. Có lẽ, đó cũng là mối lo ngại lớn của nhiều huấn luyện viên khi làm việc với C. Ronaldo thời điểm này.